Tử vi về ngày mùng 5 tháng 12 âm lịch Ất Sửu. Xin chào quý khán giả của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý anh chị thân mến, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ về vận trình 12 con giáp ngày mùng 5 tháng 12 âm lịch, với mong muốn anh chị có thể nắm được vận trình công việc, sức khỏe, tình duyên để tiến hành công việc, đạt được những kết quả mong đợi và tránh những thị phi, rủi ro. Ngày hôm nay, con giáp nào sẽ gặp may mắn, tài lộc, làm ăn phát đạt? Con giáp nào đen đủi, xui xẻo, đuổi đường? Công việc nào thuận để làm, công việc nào xui nên tránh? Mời anh chị hãy cùng theo dõi video để biết chi tiết, cụ thể. Tổng quan ngày 5 tháng 12 âm lịch. Ngày mùng 5 tháng 12 âm lịch, còn gọi là ngày mùng 5 tháng 12 năm Canh Tý, tức ngày 17 tháng 1 dương lịch. Ngày này sẽ có nạp giáp là ngày Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim, tức là vàng trong biển, do Sửu và Mùi chính xung, Ất âm Mộc khắc Kỷ âm Thổ, Tân âm Kim khắc Ất âm Mộc. Đây gọi là thiên khắc, địa xung nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu với các tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 và Tân Mùi sinh năm 1991. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày mùng 5 tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý xung thủy gặp Ất âm Mộc là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Tý trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. May mắn trong ngày Tân Sửu, bản mệnh được các tinh thiên Ất quý nhân đóng mệnh. Đây là ngôi sao may mắn, nếu có ngôi sao này chiếu mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Chính vì thế quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giáp khai vận, Thân, Tý, Thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bùa vây và giúp con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm Thổ gặp Ất âm Mộc là thất sát, cho nên trong ngày này các gia chủ tuổi Sửu nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Trong ngày có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung. Nếu tuổi Sửu biết nắm bắt cơ hội sẽ đạt được vị trí thỏa đáng chốn thương trường. Tuy vận mệnh hiển quý thì khó tránh được sự cô độc. Trong ngày cũng có phúc tinh sáng chiếu tới những gia chủ tuổi Sửu, cho nên bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng trong ngày, nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Hơn nữa vì Tý, Sửu là tương hợp sẽ có nhiều cơ hội để phát triển, hợp tác đối với người tuổi Sửu. Vì vậy năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai. Ngoài ra bản mệnh nên sử dụng vòng tam giáp khai vận Tỵ, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân, cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, hóa giải thị phi. Thứ ba, tuổi Dần. Dần dương mộc gặp Ất âm mộc là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Dần trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Trong ngày Ất Sửu còn có hung tinh Kình Dương chủ về tai họa, thương tật chiếu mệnh. Các gia chủ tuổi Dần cần chú ý những lời mời, nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, giấy tờ, đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận thay ai, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Bên cạnh đó, trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh lại hợp quan ấn, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân giúp đỡ. Cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân, công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giáp khai vận Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giáp địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường cát khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm Mộc gặp Ất âm Mộc là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. May mắn ngày này được hai cát tinh là Phúc Tinh, Thiên Lộc chiếu mệnh, đem đến nhiều may mắn cho gia chủ. Đặc biệt, các hạt cát tinh đem đến tài lộc, may mắn và bản mệnh cần phải nắm bắt cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Hơn nữa, năm nay quý gia chủ cùng với thái tuế Tý, Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình, các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại, đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp
hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi, nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để gặp hung, hóa cát, chiêu quý nhân, tài lộc. Thứ năm, tuổi Thìn. Thì dương thổ gặp ất âm mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Hơn nữa, những người tuổi Thìn trong năm Canh Tí 2020 hợp với thái tuế, được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân. Để tận dụng cơ hội, người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận, thân, tí, thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản mệnh. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp giáp dương mộc là thiện ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tỵ nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong ngày hôm nay, được ba cát tinh là hoa cái, thái cực và kim dư chiếu mệnh. Trong đó, hoa cái là một thần sát, vừa cát vừa hung. Nếu biết nắm bắt cơ hội, sẽ đạt được vị trí thỏa đáng trong chốn thương trường. Tuy vận mệnh hiển quý thì khó tránh được sự cô độc. Thái cực là ngôi sao chủ về thông minh, hàm học. Còn có kim dư là cát tinh, phú quý, sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay. Người tuổi Tỵ gặp năm 2020 Canh Tí, thiên can lưu niên canh kim là thiên tài tinh của Tỵ, thái tuế Tí, thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lưỡng vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tay tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, giúp người trong công việc. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ dương hỏa gặp ất âm mộc là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Ngọ, nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. May mắn trong ngày gia chủ tuổi Ngọ được hai cát tinh là Văn Xương và Thái Cực chiếu mệnh. Đây là những sao tốt sẽ đem đến cát lành. Văn Xương quý nhân là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử, cho nên hôm nay sẽ rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hành thông. Còn Thái Cực là ngôi sao chủ về thông minh, hàm học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội, thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành tích đáng mong muốn. Trong năm Canh Tí, tuổi Ngọ phạm phải xung thái tuế, năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp, nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái tuế Tí, thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cần cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh bị những rắc rối, thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Thứ 8, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp giáp dương mộc là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Mùi nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Bên cạnh đó, vận tuổi lưu chuyển đến năm 2020 Canh Tí, người tuổi Mùi vì cùng thái tuế và năm Tí lại có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại thái tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi đem lại may mắn, tài lộc cả năm. Thứ 9, tuổi Thân. Thân dương kim gặp giáp dương mộc là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thân cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Ngoài ra, gia chủ sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe của mình. May mắn tuổi Thân trong ngày Ất Sửu có các tinh thiên ất quý nhân đóng mệnh. Đây là ngôi sao may mắn, nếu có ngôi sao này, trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Đặc biệt năm 2020, thái tuế Tí, thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân, vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Thân, Tí, Thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hoàn hảo cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân, Tí, Thìn. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp ất âm mộc là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dậu sẽ dễ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết. Trong ngày có hoa cái chiếu mệnh, đây là một thần sát vừa cát vừa hung, nếu biết nắm bắt cơ hội, sẽ đạt được vị trí thỏa đáng cho thương trường. Tuy vậy, mệnh hiến quý thì khó tránh được sự cô độc.
Ngoài ra tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tý 2020, sao Dậu Kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tý Thủy nên còn gọi là phá thái tuế. Vận thế năm nay ảm đạm, có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may, giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp Ất Âm Mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, cần chú ý tới lời ăn, tiếng nói, cẩn thận thị phi từ miệng mà ra. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc, sự nghiệp và tài năng có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn, tài lộc trong cả năm. 12. Tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp Ất Âm Mộc là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết bất khí. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng chú ý và cẩn thận. Trong cần có các thần quốc ấn giáng chiếu, thần sát này chủ về quan vận, nên những gia chủ tuổi Hợi nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi 1977, Canh Tý 2020 gặp lưu niên thiên can Canh Kim là thiên ấn tinh, thiên ấn chủ về áp lực và phiền não, có thể liên quan đến học hành, thi cử. Lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý, bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn cho ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn ngày 5 tháng 12 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày một thuận lợi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau.